này vui lắm mà chơi không? Trời ơi, tất cả một bội á. Cho mượn tờ giấy đi. Giấy hả? Này được không? Trời ơi, cái chữ mà tao phát đi. Khác hả? Quay mặt còn lòng kia. Rồi, giấy mới luôn. Giấy gì xong xong đi ca nội. Giấy này là bản quyền của như của internet chứ. Ờ, tao có tao mấy cái thằng chung cho đẹp luôn á, còn tờ giấy xong á. Trời. Xem đâu em. Còn lại thắng luôn. Xé làm đôi mà. Thì cái làm việc nha. Nó học lớp mấy rồi. Thôi làm việc đi. Ok. Các bạn nghĩ coi xé làm đôi mà xé dạy. Xé dạy là xé làm đôi hả? Xé dạy là xé làm đôi hả? Thì ra xé dạy là xé làm đôi. Thì mình xé chút xíu đó là làm đôi rồi nè. Đó, làm đôi không? Thế này mà thế làm đôi. Mẹ làm đôi. Ờ, đúng. Vui lắm nha. Ok. Hai mảnh này muốn ngọt mảnh nào? Này đi. Cái này nào? Tịnh luôn. Thôi, thôi lấy cái này. Cũng vậy chứ không. Thôi. Rồi xé hai miếng giống này coi. Rồi. Để vô luôn. Để vô luôn. Xé luôn. Xé luôn. Xé luôn. Để vô tiếp. Xé luôn. Xé luôn. Xé luôn. Để vô tiếp. Xé luôn. Xé nữa. Hai mệt rồi nha. Mệt chưa? Chưa. Xé cái cuối cùng. Đẹp luôn. Má xé luôn. Xé luôn. Xé luôn đây. Để đây. Con súng ơi. Một tờ. Biết làm gì không? Chị. Là chỉ có súng không phải này. Sao mà nhai? Giấy không có ăn được. Hôm nay có một trò gọi là biến giấy. Phê tê chiên. Biến giấy thành bánh tráng. Bây giờ thử ăn thôi. Có cái gì hay đặc biệt xảy ra. Hay lắm nha. Hay đúng không? Thử rồi. Thử rồi. Nuốt luôn lên. Ngay. Ngay. Ngay luôn, ngay luôn. Nuốt luôn, nuốt lên. Nuốt luôn. Nuốt luôn, nuốt luôn. Hát nhận luôn. Mắc thở. Không có lừa được không? Nuốt luôn, nuốt. Ý, thằng kia sao vậy? Rồi, bây giờ cái đầu này thế nào? À, bây giờ bỏ hết này vô miệng nha. Bây giờ nuốt một cái thế nào? À. Một tấm. Rồi, nắm hoài. Sẵn tục má đáy lục. Quên gì? Không có ba. Bốn. Ngon không? Cũng ngon. Ngon, ăn hết mẹ ơi. Ăn hết bụng. Ngon. Để đi mất, bây giờ khỏi được rồi, khỏi ra là ngon. Bây giờ nó úng rồi là hột gà biến thành hột vịt. Úng là hột vịt luôn. Gà biến thành hột vịt. Úng là hột vịt. Gái biến thành sâu bọ. Đúng là sâu bọ. Ừ, cái là vào trong người quá trời sâu bọ. Cái là trong người quá trời sâu bọ. Bây giờ gái vô dùng quá rồi. Rồi, thử ra. Thôi hết rồi. Bây giờ tiếp theo. Rồi, lấy hết ra đây. Không biết về ngay về đi về xả rác thầy.